Alo, thầy xin chào các em ha. Rồi, như tiết trước là chúng ta đã học về bài số 4, cách sử dụng hàm để tính toán ha. Rồi, chúng ta được được học cái hàm đầu tiên đó là hàm tính tổng. Tên hàm tính tổng đó là sum. Rồi, cú pháp là gì? Bằng sum rồi mở ngoặc nêm 11, nêm 12 vân vân. Những cái nêm 11, 12 là gì? Nêm 11, 12 là những cái tham số. Đây. Nêm 11, 12 là gì? Những cái tham số bên trong giáo hoạt đơn. Tham số này cũng có thể là gì? Có một con số cụ thể nào đó hoặc là một cái địa chỉ ô mà chúng ta truyền vô ha. Hoặc là một cái địa chỉ khối chúng ta đưa vô ha. Thì cái hàm sum này sẽ tính tổng hết tất cả cái giá trị trong hoạt đơn này lại cho chúng ta. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Hàm thứ hai nữa là đó là hàm tính trung bình cộng ha. Rồi, thì hàm tính trung bình cộng này á, tên hàm là average đúng không? Hàm average rồi. Thì cú pháp là gì? Bằng average rồi mở ngoặc ra nêm 11, phẩy nêm 12 chấm chấm chấm. Thì cái hàm này cú pháp cũng y chang cái hàm sum ha. Rồi, thì trong trong đó là cách number 1, number 2 này á là cách tham số. Tham số ở đây cũng có thể là một con số cụ thể hoặc là một cái địa chỉ ô, địa chỉ khối ha. Rồi, ví dụ đấy cũng y chang ha, chúng ta cũng có thể chuyền những con số rồi đó, chia một địa chỉ ô và chia một địa chỉ khối thì nó sẽ tính tổng lại hết. Sau đó nó sẽ chia đều ra, ví dụ như chúng ta có 10 giá trị, nó truyền vô 10 giá trị, nó sẽ lấy 10 cái giá trị này cộng lại và chia cho 10. Chúng ta truyền vô 100 giá trị, nó sẽ lấy cộng lại hết và nó chia cho 100 ha. Rồi, đây là một cái ví dụ chúng ta xem để ta hiểu hơn ha. Ví dụ ở đây thầy có muốn tính trung bình cộng của bốn cái số này, bốn giá trị này, thì ở đây thầy sẽ gài hàm là bằng Average đúng không? Rồi chữ AV nó gợi ý chúng ta nè, nó bấm chuột chọn hàm này ha. Và chúng ta nhấn nút tab TAB trên bàn phím. Thì sẽ lấy cái hàm này ra cho chúng ta ha, 51,52 ha. Rồi giống như thầy bấm vô đây ha, là chỉ địa chỉ. Hoặc là thầy có thể là chuyển cái khối vô nữa, đúng không? Đó, rồi thì đóng ngoặc lại, Enter. Thì nó sẽ tính ra được lấy bốn cái này cộng lại chia cho 4. Rồi chúng ta tính nhẩm có đúng không nha. 4 5 là 9, 9 với 6 là 15, 15 với 7 là 22. 22 mà chia cho 4 đúng không? Là 10 là chia 2 là 11. 11 chia 2 là 5,5, chính xác ha, cộng với chia đó. Rồi, thì tương tự chúng ta cũng sao chép ra ha, đó, hiểu vậy ha. Đó. Nó sẽ tính cộng lên hết chia 4. Hoặc là chúng ta cũng có thể là gì? Đưa hẳn một cái khối vô luôn ha, average. Rồi, chúng ta đưa hẳn một cái địa chỉ khối vô đây, không? Đó, hiểu vậy ha. Rồi, chúng ta đóng ngoặc lại, enter là xong. Hoặc là gì chúng ta cũng có thể tính hết trung bình của tất cả các số này lại ha, ví dụ bằng average. Rồi xong chúng ta sẽ quét khối hết cái khúc này luôn ha. Rồi chúng ta đóng ngoặc lại ha, nguyên cái khối này luôn ha, nó sẽ cộng hết lại và nó chia cho mấy, 1 2 3 4, 4 nhân 4 16, nó cộng hết lại và chia cho 16 giúp chúng ta luôn ha, rất là nhanh chóng ha. Rồi nếu mà chúng ta không có xài hàm á thì ta phải xài thủ công như thế nè, như bằng nó kích chuột vô này, nó cộng kích này cộng kích này cộng đúng không, đó rất là mất thời gian chúng ta đúng không, đấy đấy trời ơi, rất là mất thời gian luôn á, rồi bị xíu sót được nữa đó, vân vân ha. Đó rồi chúng ta sẽ đóng ngoặc mở ngoặc chia cho 16 đúng không, ở đây mới có 16 ô thôi, còn ta đã gài công thức lâu như thế rồi, nếu chi mà nhiều ô, 100 ô, 1.000 ô, 1 tỷ ô thì sao đúng không. Cho nên cái việc sử dụng hàm á rất là nhanh chóng, giúp chúng ta giải quyết rất là nhanh chóng ha. Rồi chia cho 16 nè. Rồi, đúng không? Rồi, ra thử là giống kết quả kia không ha? Giống ha, thầy về thầy làm đúng, hay phải làm đúng. Rồi chúng ta hiểu về công dụng của hàm rồi ha. Hàm average là hàm gì? Tính trung bình cộng, tức là nó lấy các số nó cộng lại hết mà nó chia đều ra ha. Như 10 số cộng 10 số lại chia cho 10, 100 số cộng 100 số lại chia cho 100. Giống như chúng ta hay tính điểm trung bình môn học chúng ta vậy đó ha. Ví dụ như một toán, toán thì chúng ta được là gì? Ví dụ như là 7.5 điểm. Rồi, môn môn văn chúng ta được là gì, 8.0, 8.3 chẳng hạn đúng không, rồi gì đó 9.9 như vậy. Sau khi tính tính điểm trung bình của cả tất cả các môn lại á thì chúng ta sử dụng cho hàm average ha. Rồi chúng ta sẽ quét khối ba cái điểm này ha, rồi sẽ ra trung bình toàn khóa chúng ta là 8.5 ha, xếp loại. Rồi rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ là gì, đi tiếp cho thầy là hàm tiếp theo đó là hàm tìm giá trị lớn nhất ha, trong một cái danh sách, ví dụ như là
trong một cái danh sách điểm của 40 mấy bạn học sinh thì thầy muốn tìm bạn nào là điểm cao nhất chẳng hạn, đúng không? Thì ta sẽ sử dụng hàm cho thầy là hàm hàm max, tên hàm là hàm max. Hàm này viết tắt của từ là maximum đó, ha, là lớn nhất đó, cực đại đó, maximum. Rồi cú pháp bằng max cũng y vậy ha, mở ngoặc nơi 11, nơi 12, nơi 3 chấm chấm chấm. Thì trong đó cũng y vậy, nơi 11, nơi 12 là các số, hoặc là có thể là một con số, hoặc là địa chỉ, hoặc là dĩ khối ha. Rồi y vậy luôn, cách sử dụng y chang hàm sum và hàm average ha. Rồi ví dụ ở đây thầy muốn tìm ra một cái trong một cái số như thế này, thầy muốn tìm là số nào số lớn nhất trong cái dãy này, thì ví dụ như là thầy ghi là lớn nhất đó, là số nào như vậy. Rồi đây thầy gài công thức nè, bằng là gì, mát m ha, gọi chữ m nó ghi hàm chúng ta này ha. Rồi mình sẽ chọn hàm mát ha, tab. Rồi chúng ta sẽ quét khối cái đáp này ha, thì nó sẽ lấy chúng ta số nào số lớn nhất trong cái đó ha. Rồi nó sẽ là số 11, trong tỷ số 11 là số lớn nhất trong tất cả cái này ha, rất đơn giản đúng không? Rồi tương tự thì giờ gì, chúng ta có một cái hàm tiếp theo đó là hàm tìm giá trị, tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất thì phải có nhỏ nhất ha. Rồi tên hàm là min, viết tắt của từ là minimum, minimum là nhỏ nhất, cực tiểu á. Rồi cú pháp bằng min y chang vậy luôn ha. Rồi trong đó cũng y vậy luôn ha. Rồi bây giờ thầy sẽ đi tiếp một cái ví dụ hàm min ha. Rồi ở đây thầy muốn tìm là cái số nào là số nhỏ nhất chẳng hạn. Rồi thì đây mình sẽ bằng m, rồi nó ra là chọn hàm min nè, khỏi đánh nữa ha. Rồi bấm tab ha. Rồi chúng ta quét khối cái khúc này ha. Rồi enter là xong, đóng ngoặc enter ha. Đây số 1 là số nhỏ nhất trong cái đám này, đâu coi đúng không? Đây số 1 đây ha, đúng rồi ha. Rồi như vậy là bốn hàm này rất là đơn giản ha. Hàm sum, nhắc lại hàm sum là hàm tính tổng, ví dụ như thế là tổng hết các con số ở đây là bao nhiêu thì là chúng ta sẽ bằng là sum, gọi chữ su nó ra này ha, tab. Rồi quét khối hết cái đám này cộng là bao nhiêu ha, ví dụ vậy thì sẽ ra là 108, cộng hết cái này là 108. Rồi trung bình cộng hết lại chia đều ra thì sẽ bằng là gì, average không, average. Rồi tab, rồi quét khối hết cái này ha, rồi đóng lại enter là xong, hình như được không? Như vậy là chúng ta đã học về cơ bản được bốn hàm hay sử dụng ha. Rồi bài học đây là kết thúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại các em trong những clip tiếp theo ha.